Chào mừng quý vị đến với chương trình Bình luận Thời sự trưa thứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2021. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình Bình luận Thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục với cái chủ đề liên quan tới cái tổng công ty Việt Á trong việc sản xuất những cái kit test dầm được sự phối hợp và toa rập của các cái bộ ngành, kể cả Ban Tuyên giáo Trung ương, trong việc đưa các cái tin tức thất thiệt khi cho rằng những cái kit test do công ty Việt Á sản xuất trên một cái mặt bằng có diện tích khoảng 10 m² mà theo dư luận xã hội cho rằng không bằng một cái quán phở. Bởi vì thưa quý vị, những cái hình ảnh mới nhất được VTV công bố thì cho quý vị thấy bên ngoài cái công xưởng rộng 10 m² của công ty Việt Á nó trông tàn hoang nhếch nhác. Vậy mà không hiểu lý do gì, Bộ Khoa học Công nghệ, Học viện Quân y lại có những chủ trì hợp tác với cái công ty này để sản xuất và sau đó được Bộ Y tế khuếch đại quảng cáo đó là những sản phẩm đạt tiêu chuẩn, đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công nhận. Thậm chí Báo Nhân dân và Ban Tuyên giáo Trung ương còn cho rằng đã có 20 nước, trong đó có Anh Quốc, đã đề nghị được nhập khẩu những cái test xét nghiệm của Việt Nam. Và thưa quý vị, cho đến nay thì mọi việc 2 năm đã rõ mười. Tất cả những cái test xét nghiệm của công ty Việt Á thực chất được nhập từ Trung Quốc về và đóng gói, đóng nhãn mác Việt Nam. Nhưng một cái điều nguy hiểm đó là những cái test xét nghiệm đó không đảm bảo chất lượng, và điều đó sẽ dẫn tới một tình trạng những cái người được test xét nghiệm bằng những cái test giỏm đó thì đưa ra những cái kết quả không chính xác. Và đó là một trong những lý do khiến cho cái đại dịch COVID-19 ở Việt Nam bùng phát trong 3 tháng vừa qua. Và một cái kết quả như quý vị đã biết, đất nước tàn hoàng, thiệt hại nhiều tỷ đô la. Tuy nhiên những cái con số tiền bạc không đáng kể so với sự thiệt mạng của hơn 20.000 người. Đó là những người được cho là chết oan vì đại dịch COVID-19 bởi lý do trong quá trình xét nghiệm, phong tỏa, cách ly v.v. thì ta sử dụng những cái test xét nghiệm dởm và dẫn tới cái lý do bệnh dịch vẫn tiếp tục lây lan rất nhanh cho cộng đồng, bởi vì những cái ca xét nghiệm âm tính không có những cái kết quả chính xác. Thậm chí những người xét nghiệm là dương tính cũng là kết quả không chính xác, dẫn tới một cái số rất đông bị đưa đi cách ly tập trung và người ta trộn lẫn các cái ca F0, F1, và đó là lý do như cái ca lây nhiễm ở Việt Nam phổ biến hàng ngày ở trong cái giai đoạn căng thẳng lên tới 20.000 người, thậm chí là hơn. Và thưa quý vị, đến nay chưa ai đứng ra nhận lỗi phải chịu trách nhiệm về cái vấn đề vừa kể. Thưa quý vị, một cái điều đáng chú ý, không biết nói là mừng hay lo, đó là theo đài truyền hình Việt Nam cho biết cơ sở sản xuất của công ty Việt Á thì khoảng 10 m² và 10 nhân viên. Vậy không hiểu lý do gì người ta có thể sản xuất được tới 30.000 bộ test xét nghiệm. Một cái câu hỏi đặt ra là tại sao với cái quy mô nhà xưởng như vậy, nhân lực chỉ có 10 người, thiết bị sản xuất như quý vị đã thấy nó chỉ có dằm một cái tủ lạnh, vài thiết bị tách chiết và vài cái cân trong một cái căn phòng lộn xộn như một cái bếp của quán ăn. Vậy mà không hiểu lý do tại sao tháng 3 năm 2020, Bộ Khoa học Công nghệ dưới thời của Bộ trưởng Chu Ngọc Anh lại giao cho Học viện Quân y thực hiện một cái dự án phối hợp với cái công ty Việt Á này để thực hiện một trong 4 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia, đó là nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm Green Time, hay nói là cái test của Việt Nam sản xuất với cái mác test tiếp Việt Á. Một cái điều ngạc nhiên hơn, người ta không hiểu lý do gì tại sao Báo Nhân dân và Ban Tuyên giáo Trung ương lại nhập cuộc và đưa tin cho rằng chỉ trong vòng một thời gian ngắn nhất, tức là chỉ 1 tháng, từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 3 năm 2020, theo Báo Nhân dân, các cái nhà khoa học thuộc Học viện Quân y và các nhà khoa học của công ty Việt Á đã nỗ lực làm việc một cách sáng tạo, không mệt mỏi, làm cả ngày nghỉ lẫn ban đêm.
Và chỉ sau một tháng, một cái sản phẩm đưa ra đã được Hội đồng Khoa học Công nghệ Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ thành lập đã nhất trí xét kiến nghị của Bộ Y tế cấp phép, cho phép đưa cái test xét nghiệm giòm đó vào sử dụng trong cái việc phòng chống đại dịch COVID-19. Thậm chí, thưa quý vị, có những việc thần tốc đáng ngờ, đó là Hội đồng Khoa học Công nghệ Quốc gia đã họp khẩn vào ngày 3 tháng 3 và ngày hôm sau, Bộ Y tế đã cấp số đăng ký tạo điều kiện thuận lợi cho công ty Việt Á của nghi can Phan Quốc Việt có thể đưa vào kinh doanh ngay lập tức. Và thưa quý vị, một cái phóng sự mới đây nhất của Đài truyền hình Việt Nam đưa tin về cái công ty Việt Á. Đài truyền hình Việt Nam khẳng định phần lớn các nhân viên của công ty Việt Á là các kế toán, tiếp thị và nhân viên bán hàng. Còn cái bộ phận trực tiếp sản xuất chỉ có 10 công nhân với một cái nhiệm vụ, đó là phối trộn nguyên liệu theo hướng dẫn của Tổng Giám đốc rồi sau đó đóng gói. Và thưa quý vị, một cái điều đáng kể đó là một cái sản phẩm xét nghiệm mà theo báo Nhân dân cũng như Ban Tuyên giáo cho biết 20 nước trên thế giới đã đặt hàng, kể cả Vương quốc Anh. Vậy mà công ty Việt Á không có bất kỳ một cái nhà khoa học nào hay một người có trình độ chuyên môn trong cái lĩnh vực điều chế các cái sản phẩm kit test xét nghiệm. Đó là lý do người ta đặt ra những cái câu hỏi nghi vấn, tại sao Học viện Quân y lại chọn công ty Việt Á, để rồi người ta hợp tác và chuyển giao kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học của Học viện Quân y cho công ty Việt Á khai thác để kinh doanh. Một cái điều đáng ngờ hơn, thưa quý vị, một cái dự án khoảng 10 tỷ đồng mà ngân sách nhà nước dành cho Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu sản xuất những cái kit test xét nghiệm để phục vụ cho việc chống dịch ở Việt Nam. Vậy mà không hiểu lý do gì nhà nước bỏ tiền ngân sách, nhưng kết quả thì lại giao toàn bộ cho công ty Việt Á kinh doanh mà nhà nước hoàn toàn không thu bản quyền. Tại sao lại có những cái chuyện lạ kỳ như vậy? Và thưa quý vị, theo giới phân tích qua báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, có thể thấy công ty Việt Á được ít nhất là 3 bộ, trong đó có 2 bộ chính phủ và Ban Tuyên giáo Trung ương. Bên cạnh đó là có tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Tại sao lại có những sự hỗ trợ nhiệt tình như vậy? Và thưa quý vị, trong những ngày tới đây, dư luận xã hội và giới phân tích hy vọng trong quá trình điều tra một cái đại án của công ty Việt Á mà theo dư luận coi đó là một cú lừa thế kỷ, được thực hiện theo một cái kịch bản được cho là rất hoàn chỉnh tới cái mức độ từng mm, và người đó không thể là một ông vụ trưởng của vụ thiết trang thiết bị của Bộ Y tế mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Bí thư vừa đưa ra xem xét kỷ luật cách mọi chức vụ trong Đảng, mà người đó phải là một người có thể điều binh khiển tướng theo yêu cầu, kể cả những cái nhân vật như Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ ông Chu Ngọc Anh hay Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long, chỉ là những cái tay lòng to thực hiện theo cái kịch bản người ta vạch ra. Và đó là lý do người ta nói kẻ tổng đạo diễn hay còn là một trùm cuối là ai, chắc chắn phải liên quan tới cái nhân vật cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đó là lý do mọi cái ý kiến tập trung vào cái nhân vật được cho là trùm chạy án và trùm chạy chức, đó là trợ lý Tổng Bí thư Hồ Mẫu Hoàng. Và thậm chí người ta đã xác nhận và bác bỏ những cái tin cho rằng Huân chương Lao động hạng ba mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký tặng cho công ty Việt Á của Tổng Giám đốc Phan Quốc Việt là một cái hình ảnh Photoshop. Thưa quý vị, chúng tôi khẳng định với quý vị, cái huân chương đó là một cái huân chương thực sự được Tổng Bí thư Chủ tịch nước trước Đại hội 13 đã ký tặng cho bị can Phan Quốc Việt dưới cái sự đề nghị của ông Hồ Mẫu Hoàng. Chúng tôi nói những cái điều đó để quý vị thấy rằng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không phải là một con người thực sự trong sạch. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lâu nay, Ban Tuyên giáo Trung ương đã sử dụng công cụ tuyên truyền một chiều của họ, đánh bóng tô tròn để cho đa số người dân Việt Nam tin rằng ông Nguyễn Phú Trọng là một người trong sạch, tích cực chống tham nhũng. Tuy nhiên, thưa quý vị, có một điều đáng mừng là trong thời gian gần đây, uy tín của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sa sút một cách nghiêm trọng và người dân đã nhìn thấy bộ mặt thật
của Tổng Bí thư. Và thưa quý vị, trong cái vụ việc liên quan tới sản phẩm xét nghiệm giòn của công ty Việt Á, người ta đặt ra một cái câu hỏi không biết Thủ tướng Phạm Minh Chính có vai trò gì, phải chịu trách nhiệm đến đâu. Thậm chí có những ý kiến cho rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bị người ta lừa đưa vào trong. Và thưa quý vị, trong cái bài nói chuyện hôm nay chúng tôi sẽ giải quyết để quý vị thấy Thủ tướng Phạm Minh Chính đóng vai trò gì và ông Nguyễn Phú Trọng có thực sự làm con người trong sạch như nhiều người tưởng hay không. Thưa quý vị, đi vào cái vấn đề thứ nhất, đó là từ hạn tuần tháng 4 năm 2020 đến hạn tuần tháng 8 năm 2021, như quý vị đã biết, công ty Việt Á đã thu được những cái khoản thu nhập khổng lồ với một cái doanh số tổng cộng là 4.000 tỷ trong cái việc bán các bộ test xét nghiệm COVID-19 giòm mà họ nhập từ Trung Quốc về, sau đó đóng gói. Có một điều kỳ lạ, thưa quý vị, trong cái giai đoạn vừa kể thì người ta thấy Thủ tướng Phạm Minh Chính trong nhiều cuộc họp chính phủ cũng như trong các cái diễn đàn, ông Phạm Minh Chính liên tục hối thúc thực thi một cái vấn đề với một cái chủ trương cho rằng thần tốc xét nghiệm trên diện rộng, đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương và khu vực Long An. Và người ta nói, vậy cái sự động viên tác động của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm cho doanh thu của công ty Việt Á đã tăng lên bao nhiêu lần, đạt bao nhiêu nghìn tỷ so với 16 tháng trước đó, khi mà công ty Việt Á chưa có doanh số liên quan tới cái lĩnh vực kinh doanh vừa kể. Theo giới phân tích, sở dĩ nêu cái vấn đề đó cần phải có một câu trả lời, vì trên thực tế đã cho thấy rất nhiều dấu hiệu cho thấy khi hoạt động kinh doanh sản xuất các cái bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á, rõ ràng nó đã tạo ra cơ hội cho công ty Việt Á, một cái công ty có một cái doanh số lên tới 4.000 tỷ trong cái thời gian hơn một tháng. Và người ta nói chắc chắn công ty Việt Á đã thu một cái khoản lợi nhuận tương đương với 2.000 tỷ và chỉ chi ra một cái khoản lót tay khoảng 800 tỷ đồng. Điều đó cho thấy công ty Việt Á đã sở hữu một cái khoản lợi nhuận tới 1.200 tỷ trong vòng hơn một tháng. Và chắc chắn giám đốc Phan Quốc Việt cũng như các cái cổ đông không thể một mình có thể ăn hết 1.200 tỷ lợi nhuận đó, mà chắc chắn một cái phần lớn trong 1.200 tỷ lợi nhuận phải chia trả biếu xén cho các cái quan chức cao cấp. Thậm chí người ta nói phải chi cho trợ lý của Tổng Bí thư Hồ Mẫu Ngoạt một cái khoản không hề nhỏ. Bởi vì như quý vị đã biết, Hồ Mẫu Ngoạt thực hiện một cái vai trò được cho là tả sùng hữu đội, đốc thúc các cái bộ phận, các cơ quan, ban ngành của chính phủ và đảng, kể cả cái hệ thống từ trung ương tới địa phương, phải thực thi nghiêm túc cái chủ trương từ văn phòng Tổng Bí thư. Và thưa quý vị, theo giới phân tích, nếu cái người tổng đạo diễn và trùng cuối không phải là Hồ Mẫu Ngoạt thì ai có thể điều hành cả hệ thống, đưa cả Ban Tôn giáo Trung ương, Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ vào cuộc, thậm chí còn có thể điều hành cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cấp huân chương lao động hạng ba cho cái công ty làm ăn giả dối như vừa kể. Và thưa quý vị, cái vụ việc đã đẩy lên một cái đỉnh cao khi mà theo Đài Truyền hình Việt Nam đã công bố các cái số liệu và lời khai của các cái nhân viên công ty Việt Á. Theo đó, một cái nhân viên phụ trách cái vấn đề tài chính nói trước ống kính của VTV cho biết công ty Việt Á đã chi những cái khoản lãi quả ít nhất là 500 triệu và nhiều nhất lên tới 100 tỷ. Tuy nhiên thưa quý vị, các cái CDC các tỉnh thành phố lập tức phản bác nói họ không hề nhận bất kỳ một cái đồng nào lãi quả. Thậm chí ở CDC Nghệ An, là một cái thành trì của phe nhóm chính trị Nghệ An của trưởng ban nội chính trung ương Phan Đình Trạc, được cáo buộc là đã nhận một cái khoản hối lộ 100 tỷ lãi quả. Vậy mà cho đến nay, ban lãnh đạo CDC cũng như Phan Đình Trạc không hề lên tiếng. Một cái điều đặc biệt hơn thưa quý vị, ngày 21 tháng 12 năm 2021, Bộ Y tế đã có những cái thông tin chính thức về việc tại sao Bộ Y tế lại cung cấp phép lưu hành sinh phẩm xét nghiệm của công ty cổ phần Việt Á. Theo lãnh đạo Bộ Y tế cho hay, việc cấp phép căn cứ vào những nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm virus corona là dựa trên cơ sở do Bộ Khoa học Công nghệ phê duyệt
Và điều đó theo Bộ Y tế đã được thực hiện một cái hợp tác giữa Học viện Quân y và Công ty Việt Á. Theo đó, sinh phẩm đó đã được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đánh giá là đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng về độ nhạy cảm và độ đặc hiệu. Và thưa quý vị, đó là lý do tới ngày 20 tháng 12 năm 2021, theo Bộ Y tế, họ đã cấp phép cho 146 sinh phẩm xét nghiệm virus COVID-19. Trả lời câu hỏi của các phóng viên báo chí về danh mục các sinh phẩm mà Bộ Y tế cấp phép và mã số để đưa vào sử dụng chưa được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố và đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp, thì lãnh đạo Bộ Y tế cho rằng các cái công ty ai ai cũng mong muốn sản phẩm của mình được đưa vào cái danh sách của Tổ chức Y tế Thế giới, song điều đó cần phải nộp hồ sơ đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới xem xét. Tuy nhiên có cái điều kỳ lạ, thưa quý vị, theo lãnh đạo Bộ Y tế, mỗi quốc gia có những cái tiêu chí và yêu cầu về hồ sơ sản phẩm khác nhau để cấp phép cũng như lưu hành sinh phẩm. Việc cấp phép của Bộ Y tế đối với những cái sản phẩm test kit mà đến hôm nay chúng ta khẳng định là hàng giỏm của công ty Việt Á, theo Bộ Y tế, không phụ thuộc vào cái danh sách của Tổ chức Y tế Thế giới công bố. Và thưa quý vị, một cái điều rất lạ kỳ, tại sao hầu hết hay nói thậm chí tuyệt đối các cái quốc gia khác, người ta chỉ đưa sử dụng các cái thuốc hay các cái sinh phẩm mà được Tổ chức Y tế Thế giới thừa nhận. Tại sao Bộ Y tế lại nói một cái chuyện là đối với Việt Nam thì Bộ Y tế thấy rằng việc cung cấp giấy phép không phụ thuộc vào danh sách của Tổ chức Y tế Thế giới công bố là sao? Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nghĩ gì về một cái điều mà ông Hồ Chí Minh đọc trong bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 khi nói rằng mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tại sao người Việt Nam lại không được công bằng và bình đẳng như các cái công dân khác của các quốc gia khác? Chưa hết, thưa quý vị, theo lãnh đạo của Bộ Y tế còn cho rằng theo quy định của luật giá, hiện nay các trang thiết bị y tế và các cái vấn đề sinh phẩm xét nghiệm không thuộc về việc quản lý của Bộ Y tế, và giá các cái trang thiết bị y tế và sinh phẩm xét nghiệm theo đó được Thủ tướng Chính phủ xác định thông qua việc đấu thầu, và giá các cái sản phẩm khác nhau tại từng thời điểm với cái số lượng mua sắm khả năng cung ứng. Một cái điều ngạc nhiên hơn, thưa quý vị, lãnh đạo Bộ Y tế còn ra một ý kiến cho rằng đề nghị cần phải xử lý thật nghiêm công ty cổ phần Việt Á của Tổng Giám đốc Phan Quốc Việt cũng như các CDC địa phương đã tham gia cái vấn đề tham nhũng. Thưa quý vị, điều đó cho thấy, thứ nhất, Bộ Y tế đã đổ lỗi đổ vạ cho Bộ Khoa học và Công nghệ của ông Trung Ngọc Anh, cho rằng Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra những ý kiến đánh giá về cái kết quả cũng như chất lượng của những cái test xét nghiệm của công ty Việt Á. Đó là cơ sở để cho Bộ Y tế đưa ra quyết định sử dụng đại trà. Tuy nhiên, người ta không thấy ông Nguyễn Thành Long nói gì về cái việc Bộ Y tế lại quảng bá cho cái sản phẩm ký test xét nghiệm của công ty Việt Á với một cái giá ngất trời so với các cái giá mà các cái đơn vị cung ứng khác giới thiệu tại cùng thời điểm. Và thưa quý vị, theo bác sĩ Cao Xuân Minh, một cái nhà phản biện nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh liên quan tới đại dịch COVID-19 đã đưa ra những nhận xét khi cho rằng, theo bác sĩ Cao Xuân Minh, tôi nghĩ cũng oan cho anh em lãnh đạo CDC các tỉnh, bởi vì sản phẩm trong nước đã được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận theo tiêu chí những cái thông tin giả của Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra, thì CDC các tỉnh người ta không dùng sản phẩm Việt Nam thì người ta dùng các sản phẩm của ai? Vấn đề thứ hai là sản phẩm đã được hai bộ chủ quản cấp phép thì không dùng thì dùng cái gì? Vấn đề thứ ba là giá thì được Bộ Y tế công bố một cách minh bạch rõ ràng, vậy mà bây giờ lại đổ cho CDC, tức là các cái cơ quan quản lý sức khỏe của cộng đồng ở các cái tỉnh lại bảo là thông đồng giá, đôn giá để tham nhũng. Theo bác sĩ Cao Xuân Minh, đi mua đi bán, trả đề nghị mà tự nhiên họ lại đưa ra một cái khoản lãi quả 20%. Thì những cái nhân viên đi mua, kể cả các cái lãnh đạo CDC họ lấy, chứ họ có đòi ép giá gì đâu, họ có ngu hay sao mà họ không lấy tiền đó.
Bởi vì tất cả những cái sản phẩm tiếp kép của Việt Á đã thỏa mãn. Thứ nhất, đó là các cái sản phẩm hợp pháp, giá hợp lý. Rồi cái việc mua bán theo chỉ đạo của Bộ Y tế là vấn đề hợp tình. Tại sao bây giờ Bộ Y tế lại đổ lỗi cho họ? Thưa quý vị, xung quanh cái câu chuyện Bộ Khoa học Công nghệ của Chu Hoàng Oanh đưa ra một cái thông tin fake news, hay nói đúng hơn là một thông tin giả mạo để lừa đảo cả một hệ thống y tế Việt Nam trong cái vấn đề chống dịch đại dịch Covid-19. Và thưa quý vị, Bộ Khoa học Công nghệ thì cho rằng họ nhầm lẫn trong cái việc kết luận của Tổ chức Y tế Thế giới về cái sản phẩm kit xét nghiệm của công ty Việt Á. Như quý vị đã biết, cái sản phẩm vừa kể của công ty Việt Á không được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận cho một cái quy trình sử dụng khẩn cấp. Và người ta quên rằng ở Việt Nam có một cái văn phòng đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Hà Nội. Và người ta càng không nghĩ rằng báo chí Việt Nam có thể tiếp cận với trường đại diện tổ chức của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam để làm rõ cái câu hỏi. Và thưa quý vị, báo Người Lao Động đã có một cái bài viết về cái vấn đề tiến sĩ Kỳ Đồng Bắc, trưởng đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Hà Nội, nói về cái test xét nghiệm của công ty Việt Á. Và điều đó hết sức rõ ràng. Mà theo trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Hà Nội, một cái sản phẩm kit test xét nghiệm PCR của công ty Việt Á sản xuất đã được Tổ chức Y tế Thế giới đánh số đăng ký theo quy trình danh sách sử dụng khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới, gọi tắt là kit test xét nghiệm COVID-19. Tuy nhiên, kết luận bộ kit đã được đánh giá và lý do không cung cấp được các cái bằng chứng về văn bản về mặt an toàn hiệu suất hoặc cái vấn đề hệ thống quản lý chất lượng thiết bị y tế như yêu cầu. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới không hiểu người ta có đi xuống cái địa điểm trực tiếp mà cái công ty Việt Á tổ chức sản xuất trong một cái khu vực khoảng 10 mét vuông tồi tàn như một cái quán ăn hay không. Và đó là lý do theo chúng tôi chắc chắn họ phải có các cái tài liệu liên quan tới công ty Việt Á cũng như cơ sở sản xuất của họ. Tại sao Tổ chức Y tế Thế giới, họ là một cái tổ chức quốc tế họ còn biết. Vậy tại sao Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế, Báo Nhân dân, Ban Tuyên giáo Trung ương v.v. lại không tường tận đi xuống kiểm tra trước khi viết bài viết tìm? Thưa quý vị, trở lại một cái câu chuyện liên quan đến vấn đề tham nhũng trong ngành y tế. Mà theo giới phân tích, những cái vụ việc liên quan tới công ty Việt Á, thực chất nó chỉ là một cái phần nổi rất nhỏ của tảng băng chìm. Và thưa quý vị, lâu nay, dư luận xã hội cho rằng những cái bê bối tham nhũng trong ngành y tế là một cái chủ trương được sự chống lưng của những cái thế lực chính trị rất lớn trong đảng. Đó là lý do tại sao bà Nguyễn Kim Tiến dính dáng tới cái vụ buôn thuốc ung thư giả đến nay vẫn hạ cánh một cách an toàn. Rồi cái câu chuyện liên quan tới cái test giỏm của công ty Việt Á cũng vậy. Chính các giám đốc CDC chưa bị bắt, người ta nói tại sao chúng tôi đã bị yêu cầu phải mua những cái test xét nghiệm của công ty Việt Á với cái giá 470.000. Và chính Bộ Y tế giới thiệu cái giá này cho các tỉnh chúng tôi. Vậy tại sao cơ quan công an lại bắt chúng tôi về cái vấn đề được cho là thông đồng nâng giá? Như quý vị đã biết, trong thời gian vừa qua, C03 của Bộ Công an đã bắt tạm giam một số đối tượng của CDC Hải Dương có dính líu tới việc nhận cái khoản lãi quả tới 30 tỷ đồng khi mà CDC Hải Dương mua một cái số lượng thiết bị y tế của công ty Việt Á với tổng giá trị 151 tỷ. Và thưa quý vị, chắc chắn không chỉ duy nhất CDC Hải Dương, mà thông tin của nhà nước đưa tin ra, quý vị đã thấy vụ án này nó diễn ra trên một cái bình diện rộng liên quan tới nhiều địa phương trong cả nước. Và cái vấn đề ở đây, như quý vị đã biết, là cái vụ việc tham nhũng y tế này không hề mới mẻ. Bởi vì thưa quý vị, từ tháng 4 năm 2020, Bộ Công an đã phát hiện và làm rõ một cái vụ nâng giá khống máy xét nghiệm COVID-19 ở Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, tức CDC Hà Nội. Và thưa quý vị, được biết trong cái vụ án đó, CDC Hà Nội đã đẩy cái giá của cái thiết bị real-time PCR phòng chống COVID-19, đó là một cái thiết bị xét nghiệm nhập về Việt Nam giá chỉ có 2 tỷ đồng. Vậy mà CDC Hà Nội thông đồng
mua bán lòng phòng với các cái doanh nghiệp bên ngoài đẩy giá lên tới 7 tỷ đồng, nghĩa là gấp 3 lần giá nhập khẩu. Và thưa quý vị, sai phạm ở CDC như vậy đã làm cho nhà nước thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Vậy mà với những cái bản án nghiêm khắc như vậy, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án ông Phạm Nhật Cảm, cựu giám đốc CDC Hà Nội 10 năm tù. Vậy mà những cái điều đó nó không mang tính răn đe. Một cái lý do đó là lãnh đạo Bộ Y tế tin tưởng với một sự chống lưng của cái thế lực đứng đầu cơ quan phòng chống tham nhũng thì không ai dám động chạm tới. Và đó là lý do các cái CDC trong những ngày gần đây đã nói với báo giới rằng tại sao chúng tôi bị ép buộc mua cái giá 470.000 cho một cái test xét nghiệm của công ty Việt Á theo yêu cầu của Bộ Y tế. Thử hỏi trong lúc buộc chúng tôi phải lệ thuộc vào nguồn vaccine COVID-19 độc quyền từ Bộ Y tế thì thử hỏi xem có ai dám trái ý Bộ Y tế hay không. Và thưa quý vị, cái vụ án liên quan tới cái test xét nghiệm giả của công ty Việt Á, điều đó nó đã bứt dây và động rừng. Thưa quý vị, một cái điều đáng chú ý đó là hình như truyền thông nhà nước cố tình lờ đi cái vai trò của tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Và lẽ ra, thưa quý vị, cần phải bắt đầu từ Vingroup khi mà ngày 1 tháng 9 năm 2021, Bộ Y tế có một cái văn bản đề nghị chính phủ cho một cái cơ chế đặc biệt để mua lại 25 triệu kit test COVID-19 của tập đoàn Vingroup đã nhập về trước đó với giá 61.000 đồng cho một bộ. Và thưa quý vị, mọi chuyện bắt đầu dậy sóng khi phản ứng của dư luận xã hội và các giới chức cao cấp trong đảng. Trong một cái bài phát biểu tại hội nghị trực tuyến của Thủ tướng với cộng đồng doanh nghiệp, thì ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đã tố với Thủ tướng rằng giá một bộ kit test xét nghiệm nhanh mua số lượng lớn chỉ khoảng 1 chứ không quá 1,5 đô la, tức là khoảng giá 22.000 tới 35.000 đồng Việt Nam mà thôi. Theo ông Đặng Hồng Anh, nói với Thủ tướng rằng nếu chúng ta, tức Bộ Y tế, mua được giá gốc với số lượng lớn thì có thể tiết kiệm cho ngân sách hàng nghìn tỷ đồng. Và thưa quý vị, cái phản ứng của tập đoàn Vingroup, như quý vị đã biết, theo Tổng Giám đốc tập đoàn Vingroup kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Nguyễn Việt Quang thì cho rằng Vingroup mua những cái bộ tiếp kết xét nghiệm với cái giá bao nhiêu thì bán lại cho Bộ Y tế bấy nhiêu, hoàn toàn không có lãi. Tuy nhiên thưa quý vị, theo giới phân tích, Vingroup đã đổi giá cài vào mỗi cái thiết bị test kit nhanh tới 4 đô la. Và thưa quý vị, tại sao cái vụ việc đó liên quan tới Bộ Y tế không được làm rõ? Và thưa quý vị, như quý vị đã biết, với một cái tỷ lệ mà công ty Việt Á thối lại, tức là một cái khoản phong bao hỏa hồng cho CDC Hải Dương, thì nó ước chừng 20% doanh số sẽ được gọi là bonus cho người đi mua. Và một cái câu hỏi đặt ra, tổng số công ty Việt Á trả lại cho các cái doanh nghiệp CDC cũng như các cái bệnh viện lớn là khoảng bao nhiêu? Thì câu trả lời, 4.000 tỷ nhân 20% là khoảng 800 tỷ. Và thưa quý vị, những cái kit test xét nghiệm của Trung Quốc thì với cái giá được đánh giá là khoảng 50%. Có nghĩa là như chúng tôi đã nói, Việt Á được hưởng một cái khoản lợi nhuận khoảng 1.200 tỷ đồng. Một cái câu hỏi đặt ra là câu chuyện đó ông Phạm Minh Chính trong cương vị Thủ tướng có biết hay không? Và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu cơ quan phòng chống tham nhũng có biết được những diễn biến như vừa kể hay không? Và thưa quý vị, lực lượng dư luận viên cũng như những cái người ủng hộ cho Nguyễn Phú Trọng cho rằng Tổng Bí thư trăm công nghìn việc thì làm sao mà quán xuyến tới những cái câu chuyện đó, mà lỗi phải cho Thủ tướng Chính phủ. Thưa quý vị, nói như vậy, tại sao người ta lại để cho ông Nguyễn Phú Trọng giữ cương vị Tổng Bí thư khi mà ông Nguyễn Phú Trọng có một sức khỏe rất yếu? Hơn thế nữa, ông Nguyễn Phú Trọng lại bị những cái vấn đề hậu biến chứng mạch máu não, thì làm sao trí nhớ ông có thể kiểm soát và quán xuyến được? Và thưa quý vị, có một điều đáng ngờ là trong cái lúc đại dịch COVID-19 bùng phát với một cái tốc độ rất nhanh, vậy mà trong 9 ngày
ngày 8 tháng 9 năm 2021 đến ngày 16 tháng 9 năm 2021, thành phố Hà Nội, nơi mà cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh, nay là Chủ tịch Hà Nội, đã thần tốc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 4.120.000 người bằng cả test nhanh lẫn test PCR. Và thưa quý vị, ngân sách đã tiêu tốn một cái khoản tiền hàng nghìn tỷ đồng. Vậy mà, như quý vị đã biết, kết quả chỉ có 21 người trong số 4,1 triệu người bị dương tính mà thôi. Và lúc đó, giới phân tích đem tổng chi phí cho đợt xét nghiệm thần tốc vừa kể chia cho 20 ca dương tính. Để thấy cái số tiền đổ vào tìm một ca dương tính mất hơn 20 tỷ đồng. Và thưa quý vị, lại còn là những cái tích test giỏm thì đã chắc gì 21 ca dương tính đó là ca dương tính thật. Rất có thể trong số 21 ca dương tính phải có một nửa là âm tính. Khi cái chi phí cho một ca dương tính mà Hà Nội thực hiện xét nghiệm trên diện rộng với cái tinh thần thần tốc vào khoảng 40 tỷ. Thưa quý vị, người ta ném tiền qua cửa sổ, sử dụng hàng nghìn tỷ đồng vào cái việc xét nghiệm nhanh với cái mục đích duy nhất đó là làm lợi cho công ty Việt Á, và số tiền đó là tiền của ngân sách, tiền của nhân dân, cuối cùng lại quay về túi của các cái quan chức nhà nước, mà không phải chỉ Hà Nội. Thưa quý vị, ví dụ như tỉnh Kiên Giang, dưới cái sự thúc đốc thúc của Bộ Y tế cũng như Thủ tướng, đã khiến cho lãnh đạo Kiên Giang phải bỏ ra tới 128 tỷ đồng để thần tốc xét nghiệm toàn tỉnh. Tại sao lại có những hiện tượng như vậy mà Thủ tướng Phạm Minh Chính lại không chịu trách nhiệm? Một cái câu hỏi đặt ra là lúc đó ông Phạm Minh Chính có biết hay không, có đồng lõa hay không, và tại sao ông Phạm Minh Chính có rất nhiều các cái phát biểu đốc thúc các cái tỉnh, các địa phương, đặc biệt đốc thúc lãnh đạo Bộ Y tế phải tiến hành và đẩy mạnh thần tốc hơn nữa với một cái số lượng các cái ca xét nghiệm theo ông Phạm Minh Chính phải đòi hỏi cao hơn. Thưa quý vị, có những ý kiến cho rằng mà chúng tôi cho rằng là hợp lý. Đó là người ta nói trong cái tình cảnh mà ông Phạm Minh Chính cũng như ban lãnh đạo Việt Nam bất lực trong việc xử lý đại dịch COVID-19, người ta không hiểu nguyên nhân gì mà những cái ca nhiễm mới ở Việt Nam trong giai đoạn đó nó bùng phát, mất kiểm soát. Và đó là lý do theo chúng tôi cũng nên thông cảm. Ông Phạm Minh Chính vào cái thời điểm đó không biết bấu víu vào đâu thì tốt nhất. Những cái mệnh lệnh chỉ thị được cho là có lợi cho Bộ Y tế và công ty Việt Á cũng đã được bàn ra. Trong khi như quý vị đã biết, vào trung tuần tháng 9 năm 2021, khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội lúc đó ông Vương Đình Huệ đã yêu cầu Chính phủ cần phải lưu tâm tới cái việc huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực dự phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời ông Vương Đình Huệ lúc đó đã lưu ý đối với Chính phủ cần phải làm rõ công tác tổ chức xét nghiệm và chi phí phục vụ cho công tác này. Điều đó chúng tôi nói với quý vị để quý vị thấy người ta đã nghi ngờ và nó bắt đầu có những dấu hiệu cho thấy đã biến thành sự thực. Và tại sao ông Vũ Đức Đàm trong cương vị trước đó là trưởng ban phòng chống COVID-19 không biết những cái động thái tham nhũng của Bộ Y tế cũng như công ty Việt Á? Thậm chí có những dấu hiệu cho thấy ông Vũ Đức Đàm lúc đó trong cương vị người đứng đầu cơ quan phòng chống đại dịch COVID-19 đồng tình với cái chủ trương xét nghiệm trên diện rộng và thần tốc. Và thưa quý vị, một cái câu hỏi đặt ra đó là trong cái scandal của công ty Việt Á liên quan tới cái test xét nghiệm dần thì ai là đầu bạch tuộc? Thưa quý vị, theo giới phân tích, cứ đối chiếu vào những cái thông tin mới nhất liên quan tới công ty Việt Á mà truyền thông nhà nước đưa ra trong những cái ngày này thì người ta, đó là giới phân tích, có thể tổng hợp thành một cái kịch bản hoàn chỉnh của những cái thế lực chính trị trong đảng. Người ta đã thực hiện một cái kịch bản cho một cái vở kịch khai thác nhân dịp đại dịch COVID-19. Song vấn đề thưa quý vị, ai là người điều khiển từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài mới là một cái vấn đề quan trọng. Như quý vị đã biết, theo những cái phóng sự của Đài truyền hình Việt Nam, tại sao công ty Việt Á có một cái cơ sở hạ tầng sản xuất các cái kit test xét nghiệm, đó là những cái sản phẩm chữa bệnh khoa học. Vậy mà nhà xưởng thì lùi thôi lếch thách như vậy, nhân lực chỉ có 10 người, mà theo Đài truyền hình Việt Nam, thiết bị
để sản xuất các bộ kit test xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Nó chỉ vọn vẹn rằng tủ lạnh và vài thiết bị tách nhiệt cũ kỹ. Mà tháng 3 năm 2020, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế, Học viện Quân y lại thực hiện bắt tay với công ty Việt Á. Trong khi theo giới phân tích, với một nhân lực 10 người thực hiện những cái quy trình sản xuất theo như VTV, đó là chỉ có phối trộn các nguyên liệu theo hướng dẫn của Tổng Giám đốc rồi sau đó đóng gói. Và thưa quý vị, với một cái diện tích chật hẹp khoảng 10m², điều đó khẳng định những cái lô hàng của Việt Á cung cấp cho các cái tỉnh thành hoàn toàn là nhập khẩu từ nước ngoài về, sau đó đóng dán nhãn mác của Việt Á và lập tức chuyển thẳng cho các CDC địa phương. Hay nói đúng hơn, công ty Việt Á thực chất chỉ là một cái công ty thực hiện một cái vai trò shipper dưới cái sự điều hành của những cái lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Một cái điều người ta nghi ngờ tại sao báo Nhân dân, một cái cơ quan ngôn luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thậm chí Ban tuyên giáo Trung ương, lại ủng hộ và ca ngợi những cái thành tích của công ty Việt Á. Đó là người ta chưa đặt cái câu hỏi cho Bộ Quốc phòng, tại sao Bộ Quốc phòng lại làm ngơ để cho Học viện Quân y sử dụng các nhà khoa học của mình để hỗ trợ cho công ty Việt Á. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Phan Văn Giang có quan tâm hay không? Và thưa quý vị, dư luận xã hội ngày càng bất ngờ sau những cái phóng sự mới đây nhất của VTV cho hay, trước khi công ty Việt Á trở thành nhà cung cấp cái bộ xét nghiệm COVID-19, thì công ty Việt Á là một cái doanh nghiệp kinh doanh bết bát. Kể từ năm 2007 tới năm 2017 liên tục kinh doanh âm, tức là lỗ. Vậy mà kể từ năm 2017 cho tới nay, người ta thấy công ty Việt Á bất ngờ trở thành một trong những doanh nghiệp trúng nhiều gói thầu trong lĩnh vực y tế. Theo báo Tuổi Trẻ, doanh nghiệp Việt Á trong vòng thời gian gần đây có tới 3.000 khách hàng thực hiện 1.500 dự án và vốn điều lệ từ 80 triệu đồng ban đầu khi thành lập đã nâng lên 1.000 tỷ. Có một cái điều kỳ lạ, thưa quý vị, công ty Việt Á mang tiếng là một cái công ty cung cấp những cái dịch vụ, các cái sản phẩm và thiết bị y tế to lớn với cái doanh số khổng lồ như vậy. Vậy mà trụ sở của công ty Việt Á, như quý vị đã biết, đó là một cái địa chỉ mượn để treo biển. Rồi cơ sở sản xuất thì như quý vị đã biết. Tại sao một cái doanh nghiệp như thế lại liên tục được chọn nhà thầu cho các cái gói thầu lớn nhất, kể cả những cái bệnh viện lớn như bệnh viện Bạch Mai, Quân y viện 175 ở Sài Gòn, rồi cái số dự án lên tới 1.500. Chắc chắn nó không phải là tài năng của Phan Quốc Việt, mà Phan Quốc Việt chỉ là một cái tổng giám đốc ủy thác cho một ai đó. Thậm chí Phan Quốc Việt trở thành một cái cổ đông chiếm 30% vốn của công ty cổ phần công nghệ sinh học VinBioCare. Đó là một cái doanh nghiệp được Vingroup thành lập để sản xuất thiết bị y tế, hóa dược và dược phẩm. Thưa quý vị, chưa hết, phải kể tới một cái câu chuyện cách đây hơn 3 tháng, khi mà dư luận xã hội và giới phân tích đang nghi ngờ một số cá nhân và nhóm lợi ích đã sử dụng cái chủ trương thần tốc xét nghiệm trên diện rộng để làm giàu. Và tại cái thời điểm đó, người ta thấy Bộ Y tế cũng xuất hiện một cái công văn gửi cho Phó Thủ tướng Lê Minh Khái xin ý kiến các cái phương án lựa chọn nhà thầu được sử dụng cái trường hợp đặc biệt không phải đấu thầu để mua các cái sinh phẩm xét nghiệm COVID-19. Và thưa quý vị, trong cái công văn của Bộ Y tế đề cập tới cái chuyện tập đoàn Vingroup không phải là một nhà thầu, không có kinh nghiệm trong việc bán sinh phẩm xét nghiệm, nhưng mà Bộ Y tế vẫn đề xuất áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu trong cái trường hợp như vừa kể, để rồi nhằm tới Phan Quốc Việt là một cái người chiếm giữ 30% cổ phần trong công ty kinh doanh và sản xuất dược phẩm của Vingroup. Và sau khi bị từ chối do phát lộ những cái công văn được coi là bí mật, và lập tức Phan Quốc Việt đã rút toàn bộ vốn khỏi tập đoàn Vingroup. Và thưa quý vị, một cái điều đáng nói đó là trong cái bản chụp công văn của Bộ Y tế gửi cho Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, người ta thấy một cái hợp đồng của Bộ Y tế với Vingroup. Theo Bộ Y tế, họ muốn ký một cái thỏa thuận khung với tập đoàn Vingroup để mua 10 triệu bộ test xét nghiệm của Hàn Quốc với trị giá 84 triệu đô la Mỹ, tương đương với 1.920.000 tỷ đồng. Đó là lý do
người ta đặt ra những cái câu hỏi tại sao Vingroup mua sẵn mấy chục triệu bộ test để đón đầu và bây giờ bắt Bộ Y tế mua lại. Và Bộ Y tế cũng thực hiện, trong khi trước đó Bộ Y tế đã mua của Vingroup 25 triệu bộ test kit với cái giá trị hơn 2.000 tỷ đồng. Và bây giờ lại đề nghị mua thêm 105 triệu bộ test kit để làm gì, giá cả đắt như vậy. Và thưa quý vị, đó là theo giới phân tích rõ ràng có một tổng đạo diễn mà có thể nói là trùm cuối. Họ đã dùng những cái test để chơi một cái canh bạc tất tày trong một cái canh xì tố, và con át chủ bài chắc chắn là do nhà nước quyết định phải cấp giấy phép thì mới làm được những cái điều như chúng tôi vừa kể. Và lập tức ngay sau đó, hàng loạt các cái chính sách của chính phủ cũng như chính quyền Việt Nam mở đường cho người ta tiêu thụ những cái sinh phẩm, các cái kit test xét nghiệm với số lượng khổng lồ. Họ đánh thẳng vào nhu cầu đi lại của người dân đối với công việc làm ăn của nhân dân. Và một câu hỏi đặt ra, ai có lợi thì không biết, chỉ biết người dân là bị đè đầu cưỡi cổ, chọc ngoáy suốt ngày. Thậm chí trong một tuần có những đối tượng phải xét nghiệm 3 lần. Mà thưa quý vị, đến bây giờ người ta phát hiện ra những cái kit test đó là kit test giờ, thì quý vị nghĩ gì? Đó là lý do dư luận xã hội cho rằng xét nghiệm ngoáy mũi để mà ra nhà lầu, để ra xe hơi, để ra quốc tịch nước ngoài cho các cái quan chức, thì tại gì các cái lãnh đạo Việt Nam người ta không thực hiện. Họ sẵn sàng xét nghiệm người dân, ngoáy mũi người dân cho tới khi ngân cố sạch sành sanh, không còn một cái đồng nào. Và thưa quý vị, một cái người bao quát làm được đầy đủ những cái việc như vừa kể chắc chắn phải là một cái nhân vật có thế lực. Và thưa quý vị, lâu nay có nhiều ý kiến cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một cái người trong sạch, nên người ta đến bây giờ trong cái vụ kit test xét nghiệm, người ta không thừa nhận ông Nguyễn Phú Trọng phải chịu trách nhiệm về cái vấn đề này, khi để cho một trợ lý của Tổng Bí thư là ông Hồ Mẫu Ngoạn, một kẻ được mệnh danh là trùm chạy án, trùm chạy chức, và trong cái đại dịch Covid-19 thì lại là một cái kẻ ráp nối đưa ra các cái chỉ thị để thực hiện một cái kịch bản lọc lừa mà người ta gọi là một cái kịch bản lừa thế kỷ đối với hàng chục triệu người dân Việt Nam. Để quý vị có thể hiểu rõ hơn ông Nguyễn Phú Trọng có thực sự trong sạch như nhiều người tưởng hay không, thì thưa quý vị, như quý vị đã biết, trong một cái buổi gặp gỡ các cái đại diện cử tri của quận Ba Đình và quận Nam Từ Liêm, ông Nguyễn Phú Trọng đã nói về cái vấn đề tại sao ông Nguyễn Phú Trọng không kê khai tài sản. Bởi vì Nguyễn Phú Trọng cho rằng việc kê khai tài sản nó ảnh hưởng tới vấn đề đầy tư của cán bộ. Và thưa quý vị, đó là lý do người ta nói ông Nguyễn Phú Trọng từ chối kê khai tài sản theo chỉ thị của Ban Bí thư cũng như Bộ Chính trị. Cũng bởi ông Nguyễn Phú Trọng có những cái tài sản khổng lồ không thể kê khai được. Hơn thế nữa, ông Nguyễn Phú Trọng mà kê khai thì mất mặt với những cái đàn em khi ông Nguyễn Phú Trọng đã nhận những cái khoản hối lộ khổng lồ. Và thưa quý vị, một trong những đàn em đó là Hồ Mẫu Ngoạn chứ không phải ai khác. Và thưa quý vị, như quý vị đã biết, liên quan tới tài sản của ông Nguyễn Phú Trọng hay câu hỏi ông Nguyễn Phú Trọng có tham nhũng hay không, người trong cuộc nói gì, thưa quý vị, nhà báo Nguyễn Viện, một cây bút kỳ cựu, đã viết xê tất cho rằng tiền bạc nhiều để làm gì? Đơn giản thế mà ông Trọng không biết. Có tiền nhiều thì xây vài cái biệt phủ cho con cái đứng tên, mua vài cái villa bên Hoa Kỳ cho con cái nó du học có chỗ ở, mua sẵn cái quốc tịch nước ngoài cho cá nhân và gia đình để chuẩn bị đường chồn, rồi mua xe ô tô cho bồ nhí, cúng cho cấp trên để giữ ghế. Nói chung, có nhiều tiền là được sống sướng, được ngày nào đỡ ngày ấy. Lỡ nó có xui bị ông Trọng tống vào lò thì cũng đã hoàn thành cái tâm nguyện của những người cộng sản hiện nay, đó là hy sinh đời bố để củng cố đời con. Theo nhà báo Nguyễn Viện, còn danh dự thì sao? Ôi dào vớ vẩn, có đổi thành nhà, xe hơi, bồ nhí được hay không? Và nhất là ông Trọng là một cái kẻ đã bán nước cho Trung Quốc, vậy mà còn dám nói tới cái chữ danh dự hay sao? Bởi vì chết thì thằng nào cũng như thằng nào hết. Tôi nói có đúng không thưa các đồng chí? Thưa quý vị, đấy là chúng tôi dẫn một cái đơn cử, những cái ý kiến người ta trả lời cho ông Trọng về cái câu hỏi tiền nhiều để làm gì. Thưa quý vị, một cái vấn đề mà người ta cho rằng ông Trọng chắc phải rất nhiều tiền
thì mới dám nói một cái câu tiền nhiều để làm gì. Bởi vì những cái câu tiền nhiều để làm gì trên mạng xã hội người ta nói, đó là những cái phát biểu mang tính sến, tạo những cái trên mà thôi. Chứ trên đời này có ai không cần nhiều tiền, càng nhiều tiền càng tốt. Và nếu tiền nhiều thì hãy dùng cái tiền đó để đi từ thiện cho những người nghèo, những người đói khổ hiện nay. Như ở trong đại dịch Covid-19, trong giờ phút này, tại sao không ai cho họ tiền mà ông Nguyễn Phú Trọng lại nói tiền nhiều để làm gì? Và người ta nói ông Nguyễn Phú Trọng chắc phải có rất nhiều tiền thì mới dám nói tới cái mức tiền nhiều để làm gì. Và thưa quý vị, một trong những cái lý do dư luận xã hội người ta buồn cười về cái phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vì ai ai cũng biết ông Nguyễn Phú Trọng có rất nhiều những cái sai phạm nghiêm trọng trong quản lý đất đai ở Hà Nội trước đây. Rồi mới đây liên quan tới một cái nhân vật có tên là Hồ Mẫu Ngoạt, trợ lý của Tổng Bí thư. Như quý vị đã biết, có những ủy viên trung ương đã đến xin gặp ông Trọng và đề nghị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải yêu cầu trợ lý Tổng Bí thư Hồ Mẫu Ngoạt phải lập tức từ chức, nếu không thì các cơ quan tư pháp buộc phải sử dụng các cái biện pháp mạnh, thậm chí khởi tố ông Hồ Mẫu Ngoạt. Và nếu như người ta khởi tố ông Hồ Mẫu Ngoạt thì thưa quý vị, ông Nguyễn Phú Trọng còn mặt mũi nào? Vì thưa quý vị, bởi một cái điều hết sức dễ hiểu, ông Nguyễn Phú Trọng là một cái kẻ đứng trước, còn những kẻ đứng sau Nguyễn Phú Trọng tổ chức cái việc chạy chức, chạy án, mua quan bán chức, đó là những cái trợ lý của Tổng Bí thư. Và đó cũng là lý do tại sao từ trước đến nay người ta có nói hai trợ lý của Tổng Bí thư, đó là các ông Hồ Mẫu Ngoạt và Đinh Văn Nân, là những cái kẻ trùm buôn bùa cũng như chạy án. Thưa quý vị, dưới cái thời mà ông Nguyễn Phú Trọng chưa làm Tổng Bí thư mà còn là Bí thư Thành ủy Hà Nội, người ta cười bởi ai ai cũng biết ông Nguyễn Phú Trọng trong cái giai đoạn là Bí thư Thành ủy Hà Nội đã dính vào những cái sai phạm làm thiệt hại cho nhà nước khoảng 3.000 tỷ đồng trong một cái dự án đầu tư của Indonesia vào Hà Nội vào năm 2002. Đó là dự án khu đô thị mới Nam Thăng Long. Hẳn quý vị đã nhớ. Theo giới phân tích, đây là một cái dự án bất động sản đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam thời bấy giờ, với số đăng ký lên khoảng 2,11 tỷ đô la Mỹ do một cái tập đoàn đầu tư Indonesia có tên là Sipucha. Và nếu quý vị như ai chưa từng nghe hay quan tâm, quý vị hãy đánh cái từ khóa Nguyễn Phú Trọng Sipucha thì quý vị có hàng loạt các tài liệu để quý vị tìm hiểu. Thưa quý vị, một cái điều đáng nói đó là các tài liệu liên quan tới một cái dự án bất động sản mà ông Nguyễn Phú Trọng có những cái sai phạm để rồi nhận những cái khoản hối lộ khổng lồ, mà người ta nói lúc đó ông Nguyễn Phú Trọng trong cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội và ông Hoàng Văn Nghiên trong cương vị Chủ tịch Hà Nội mỗi người đã nhận hai căn biệt thự tại cái khu đô thị mới Nam Thăng Long, Hà Nội, Sipucha, cũng như mỗi ông nhận một cái ngân khoản tiền mặt, đó là 1 triệu đô la Mỹ. Đó là cái sự trả ơn của tập đoàn Sipucha đối với hai ông Nguyễn Phú Trọng và Hoàng Văn Nghiên, vì đã có công giúp đỡ cho tập đoàn Sipucha được nộp thuế theo một cái mức đặc cách trước khi nhà nước điều chỉnh thuế về bất động sản và cho thuê đất. Và cái quyết định của hai ông Nguyễn Phú Trọng và Hoàng Văn Nghiên được cho là đã giúp cho tập đoàn bất động sản Indonesia Sipucha đã đem lại những cái khoản siêu lợi nhuận cho nhà đầu tư. Thưa quý vị, về hai căn hộ mà ông Nguyễn Phú Trọng nhận từ nhà đầu tư Sipucha được biết đã bán một căn. Còn một căn hiện nay do con trai Nguyễn Phú Trọng là ông Nguyễn Phú Trường đang ở. Và nếu quý vị đánh vào một từ khóa Nguyễn Phú Trường, con trai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì trong phần lý lịch, ông Nguyễn Phú Trường khai đang ở khu biệt thự này. Thưa quý vị, đó là chưa kể đến cái câu chuyện liên quan. Để quý vị có thể hiểu thêm chi tiết, chúng tôi sẽ nói ở dưới phần sau. Nhưng chúng tôi xin giới thiệu một cái bài viết cách đây vài giờ đồng hồ của nhà văn Tạ Duy Anh, tức Facebooker Lão Tạ, có một cái viết về một cái chủ đề về phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiền nhiều để làm gì, một cái status có tên vô đạo đức và giả đạo đức.
theo nhà văn Tạ Duy Anh, trước khi bị kỷ luật, từ ông Lê Thanh Hải đến hàng chục cấp dưới của ông ở Sài Gòn, họ đều nói như thánh về cái sự liêm khiết, về sự tận trung, tận hiếu với đất nước, về cái sự chuyên cần của họ trong việc học tập đạo đức lối sống của ông Hồ Chí Minh, về gần dân, thân dân, vì dân. Thậm chí không ít lời của Lê Thanh Hải đã nhanh chóng trở thành tiết của những cái bài báo, trở thành những cái khẩu hiệu kiểu khuôn vàng thước ngọc để dạy dân. Nhưng mà rồi khi tội lỗi của các ông bị phanh phui, thì lúc đó thiên hạ mới ngã ngửa và ngộ ra rằng bọn chúng nó đều là lũ tham quan, những cái kẻ truyền hành nghề cướp bóc táng tận nhất ở đất nước này. Ví dụ như Nguyễn Bắc Son, khi chưa bị truy tố vào tù vì đã nhận hối lộ 3 triệu Mỹ Kim, thì Nguyễn Bắc Son lúc nào cũng với một cái vẻ mặt của một cán bộ hết lòng phụng sự Tổ quốc, đăng đàn nghiêm khắc cảnh báo cho cán bộ cấp dưới những cái kẻ lên mạng xã hội nói xấu lãnh đạo, trong đó có Nguyễn Bắc Son. Thậm chí Nguyễn Bắc Son khi đó còn đòi cần phải trừng trị nghiêm khắc những cái kẻ như vậy. Theo nhà văn Tạ Duy Anh, chưa hết, rồi thiên hạ cũng được thấy tại thời điểm Nguyễn Bắc Son phát biểu những cái lời đe dọa răn đe ấy, thì Nguyễn Bắc Son đã xấu, đáng kinh tởm tới cái mức mà không thể có một cái ngôn từ nào diễn tả một phần sự nhờ nhuốc của Nguyễn Bắc Son. Trong khi ông Trương Minh Tuấn, một cấp phó của ông Nguyễn Bắc Son, một người được ông Nguyễn Phú Trọng hết sức tín nhiệm, hơn thế nữa Trương Minh Tuấn còn được tiếng là con nhà gia giáo thì khiêm tốn hơn. Trương Minh Tuấn khai trước tòa là chỉ lấy có 200.000 Mỹ Kim vì cứ nghĩ đó là quà mừng vì lên chức, và chắc chắn không ai tìm Trương Minh Tuấn tham gia với cái vai trò chủ chốt của cái vụ án Mobile Phone mua AVG mà lại chỉ nhận có 200.000 Mỹ Kim. Và người ta hỏi Trương Minh Tuấn, vậy căn biệt thự mà đứng tên Trương Minh Tuấn ở khu biệt thự Vincom Riverside ở bên Long Biên tiền ở đâu mà có để mua một căn biệt thự có giá trị khoảng 2,4 triệu đô la như vậy. Rất may Trương Minh Tuấn còn có chút liêm sỉ, nên Trương Minh Tuấn chỉ nói chung chung với các nhà báo cần phải cảnh giác với diễn biến hòa bình của các cái thế lực thù địch hay chống tự diễn biến tự chuyển hóa. Rất may là Trương Minh Tuấn chưa kịp lên mặt đạo đức như các bậc đàn anh. Nhà văn Tạ Duy Anh đặt một cái câu hỏi, liệu có cái thế lực thù địch nào mà có khả năng tàn phá đất nước này hơn bản thân ông Nguyễn Phú Trọng? Theo đó, Mỹ tướng cướp trưởng thành từ ngành công an trước đây, khi bị tuyên án tù đứng trước tòa, chúng nó còn diễn kinh hơn, sâu hơn. Ông tướng công an nào đứng trước vành móng ngựa cũng áp tay lên ngực, nước mắt lưng tròng, thề bồi thống thiết là trong tim các ông chỉ có dòng máu cộng sản tuôn chảy, và luôn luôn các ông chỉ một lòng một dạ theo đảng để phục vụ nhân dân. Rồi cái đám quan đầu tình ở thành phố Đà Nẵng cũng vậy, mà kẻ đứng đầu chùm tham nhũng nổi tiếng nhất là một cái nhân vật thân cận của Nguyễn Phú Trọng, người đó tên là Nguyễn Bá Thành. Nguyễn Bá Thành rất may đã chết sớm, chứ còn Nguyễn Bá Thành còn sống cùng với lũ đàn em bị đứng trước vành móng ngựa, trước khi bị móc họng nôn ra không biết bao nhiêu là nhà công vụ, đất đai, toàn là những thứ chúng nó cướp của người nghèo. Các quan chức Việt Nam nói chung và quan chức ở Đà Nẵng, họ đều được biết đến qua những cái phát biểu như một cán bộ gương mẫu đạo đức sáng ngời. Thậm chí có một vài đại quan đã được quỷ thương móc hầu kéo trả về Diêm Vương trước khi lộ ra chân tướng, là những cái kẻ đạo đức giả lớn nhất kể từ thời các vua hùng lập nước cho đến nay. Theo nhà văn Tạ Duy Anh, mới đây nhất đó là trường hợp của Nguyễn Đức Trung, mà báo chí nhà nước được bật đèn xanh đã nói toạc ra những cái vụ việc liên quan tới việc tham nhũng của Nguyễn Đức Trung. 3 vụ án của Nguyễn Đức Trung toàn những cái loại động trời, ăn cắp trắng trợn của nhà nước. Đảng của ông Trọng đã cho báo chí nói ra như vậy, chắc hẳn tội của Nguyễn Đức Trung chỉ còn đang cân nhắc nên công bố ở mức độ nào mà thôi. Nói nhiều tướng công an về hưu sau khi tòa tuyên án vụ Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn. Vậy mà trước đó, chỉ cách vài chục ngày, tại đại hội đảng bộ huyện Thạch Thất và quận Đống Đa, Nguyễn Đức Trung vẫn nói oang oang như thế ông là một cái tấm gương
mẫu mực về mặt đạo đức. Theo nhà văn Tạ Duy Anh, hóa ra thà họ cứ vô đạo đức, họ cứ nói toẹt ra là chúng tôi là cầu khoan. Những cái thứ như đảng điếc, tổ quốc, tổ tiết, nhân dân, nhân giết, nó chỉ là cái mỏ quyền lực, tiền bạc để cho lũ cầu khoan. Nó lao vào bóc ra càng nhiều càng tốt, rằng mình làm quan với mục đích cao cả nhất, lý tưởng thiêng liêng nhất của cái bọn đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, chúng nó là vơ vét và vơ vét. Thì có lẽ còn có chỗ đáng trọng hơn là những cái kẻ đạo đức giả, miệng nói như thánh, không ăn của dân chưa một thứ gì, rồi lại còn tiền nhiều để làm gì. Không phải vô cớ mà trong các tôn giáo, cái lũ đạo đức giả luôn luôn bị là những cái kẻ mà người ta khinh ghét nhất. Bởi vì những cái tên kẻ cướp dù sao họ vẫn là con người, trong khi cái bọn đạo đức giả, nhất là những cái quan chức Cộng sản Việt Nam, thì chúng nó còn thua cả xa cả súc sinh. Theo nhà văn Tạ Duy Anh, không hiểu những cái điều tôi vừa nói giáo sư Trọng có đồng ý với tôi ở quan điểm này hay không. Thưa quý vị, ông Nguyễn Phú Trọng vốn đã có tài tiếng trong một số cái vấn đề. Ở đây chúng tôi không nhắc tới cái vấn đề ông Nguyễn Phú Trọng làm cái người được cho là giáo điều bảo thủ, luôn luôn tin tưởng vào cái niềm tin chủ nghĩa Mác Lênin, bách chiến bách thắng. Ở đây chúng tôi không muốn nói tới việc ông Nguyễn Phú Trọng là một người cổ suý cho chủ nghĩa Mác Lênin hay chủ nghĩa Cộng sản, mà ai cũng biết một trong những cái lý luận cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác Lênin đối với chủ nghĩa xã hội, đó là về mặt sở hữu tư liệu sản xuất thì chỉ có một cái thành phần, đó là sở hữu nhà nước. Và trong xã hội sau chủ nghĩa không có giai cấp, tất cả mọi người đều bình đẳng. Và thưa quý vị, về mặt sở hữu thì tất cả các cái tài sản tư liệu đều thuộc về sở hữu của nhà nước. Đó là một cái điều những ai chỉ cần học sơ đẳng về vấn đề chủ nghĩa Mác Lênin là biết. Vậy mà Nguyễn Phú Trọng là một người giáo điều nhất bảo vệ chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác Lênin được cho là kiên định nhất. Vậy mà tại sao ông Nguyễn Phú Trọng lại chấp nhận mua lại một cái tài sản công, đó là biệt thự số 5 Thiền Quang, với giá thị trường đánh giá khoảng trên 2 triệu đô la Mỹ, mà Văn phòng Trung ương hóa giá cho gia đình ông Nguyễn Phú Trọng với giá 96 triệu đồng Việt Nam. Và thưa quý vị, nếu một cái con người kiên định với chủ nghĩa xã hội thì đừng quên cái tài sản, cái biệt thự số 5 Thiền Quang đó, nó là tài sản công, không thể chuyển tài sản công sang sở hữu tư nhân. Đó là một cái điều đi ngược với chủ nghĩa Mác Lênin về cái vấn đề sở hữu. Đó là cái chuyện nhỏ thưa quý vị, chúng tôi không nói, chúng tôi chỉ nhắc qua để những ai còn tin tưởng ông Nguyễn Phú Trọng hiểu rằng ông Nguyễn Phú Trọng ông chỉ nói mồm, còn bản chất Nguyễn Phú Trọng là một cái kẻ cực kỳ tham lam. Và chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu với quý vị những cái vụ việc gần, đó là liên quan tới Hồ Mẫu Ngoạc và Đinh Văn Ân, là hai trợ lý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là những cái kẻ được người ta phong cho là những cái trùm buôn vua và trùm chạy án hiện nay. Và một cái vấn đề liên quan tới việc tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng trong cái dự án đầu tư Sipucha của Indonesia. Vậy bây giờ quý vị muốn nghe vấn đề gì trước? Có lẽ chúng ta sẽ đi vào cái vấn đề biệt thự Sipucha, bởi vì cái vấn đề này nó xảy ra từ năm 2002, tức là cách đây gần 20 năm. Chắc nhiều người sẽ quên hay chưa biết. Rồi sau đó chúng tôi sẽ nói về cái vụ rộ tin đồn bắt Tổng Bí thư Hồ Mẫu Ngoạc vì các lý do chạy án và buôn quan bán chức. Thưa quý vị, vấn đề đầu tiên liên quan tới cái dự án Sipucha. Thưa quý vị, trong hồ sơ của phe ông Nguyễn Tân Dũng cho biết, thực ra việc Bộ Công an dưới thời chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, lúc mà ông Trần Đại Quang làm Bộ trưởng Bộ Công an, đã nhiều lần thách thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, muốn chống tham nhũng, muốn nhanh thì xuống Bộ Công an, hãy tự làm, hãy tự điều tra ra những cái chuyện mà vu cáo cho Nguyễn Tấn Dũng tham nhũng là có thật hay không. Và thưa quý vị, người ta nói sau đội 12, việc đầu tiên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thâu tóm được quyền lực ở trong đảng và loại được ông Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi vòng chiến đấu, thì ông Nguyễn Phú Trọng đã chấn chỉnh bộ máy của Bộ Công an.
Và việc đầu tiên Nguyễn Phú Trọng đã tham gia Đảng ủy Công an Trung ương được cho là với hy vọng kiểm soát được quyền lực của Bộ Công an. Người ta nói đó là quyết định đúng đắn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bởi cái Bộ Công an là một cái bộ chuyên hành nghề bắt giam rồi chúng nó thà khi có tiền. Đó là lý do tại sao các cái đại án tham nhũng cho đến cái thời điểm ông Nguyễn Phú Trọng thay thế trong việc chỉ đạo thì hầu hết các cái hồ sơ của các đại án tham nhũng dưới thời Nguyễn Tấn Dũng đều bị Bộ Công an trả lại với yêu cầu điều tra lại, kể cả do việc cơ quan điều tra đã cố ý làm sai lệch hồ sơ của vụ án. Theo giới phân tích, vào cái thời điểm đó thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ba đầu sáu tay, mặc dù vẫn nắm được quyền lực đối với khối tư pháp, đó là Viện Kiểm sát và Tòa án Nhân dân tối cao. Nhất là hai người đứng đầu ngành kiểm sát vào cái thời điểm đó đều là các cái tướng công an, đó là Thiếu tướng Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Trung tướng Trương Hòa Bình là Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Song tất cả những câu chuyện đó nó chỉ là những cái chuyện mang tính bề nổi. Người ta nói Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sở dĩ khó bởi vì thời còn làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, bản thân ông Nguyễn Phú Trọng dính vào một cái scandal cũng tham nhũng như ai, thậm chí là tham nhũng miếng lớn. Và người có trách nhiệm xử lý ông Nguyễn Phú Trọng thời điểm đó chính là ông Nguyễn Văn Chi, cha đẻ của Nguyễn Xuân Anh, trong vai trò chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào thời điểm đó. Thậm chí những người thân cận của Nguyễn Văn Chi, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cho biết ông Nguyễn Bành Văn Chi đã cầm chắc trong tay bằng chứng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhận khoản lót tay 1 triệu đô la Mỹ tiền mặt và hai căn biệt thự trong dự án khu đô thị Nam Thăng Long, đã tiếp tay cho tập đoàn Siputra của Indonesia trong vụ việc sai phạm dẫn tới thất thoát của nhà nước hơn 3.000 tỷ đồng. Đó là lý do tại sao liên ngành thành phố bao gồm Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường và Cục Thuế Hà Nội đã phải buộc đi đến một cái quyết định yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sung thu 1.400 tỷ đồng tiền sử dụng đất đối với dự án Siputra trong tổng số 3.000 tỷ thất thoát. Thưa quý vị, đó là những thông tin từ những người thân cận của ông Nguyễn Văn Chi đưa ra. Còn theo trang chân dung quyền lực, một cái trang nổi danh trước đại hội 12, người ta nói về cái vụ tham nhũng 3.000 tỷ dưới thời Bí thư Thành ủy Nguyễn Phú Trọng tại sao không bị xử lý. Theo đó, ngày 1 mùng 2 tháng 3 năm 2012, tại Hà Nội, Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị chuyên đề về chống thất thu và nợ đọng thuế. Hội nghị này do Thứ trưởng Bộ Tài chính lúc đó là ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn chủ trì. Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh liệu có chuyện chúng ta làm quyết liệt với những cái dự án 2-3.000 m² nhưng chưa dám làm vậy, còn cái dự án 300 hectare có đúng như vậy hay không? Và lập tức Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã sướng lên cái tên. Đó là một dự án bất động sản cực lớn ngay tại trung tâm Hà Nội. Đó là dự án Siputra. Theo Hoàng Anh Tuấn, Siputra là một cái khu đô thị đẹp nhất Hà Nội vào thời điểm đó. Giá lúc đỉnh cao lên đến 200-250 triệu đồng cho một mét vuông. Và báo chí nhà nước đã từng nêu rõ con số thất thoát thuế tại dự án này lên tới 3.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, Bộ Tài chính sau cái phiên họp đó đã cùng với các cơ quan chức năng yêu cầu cần phải sớm điều tra, truy cứu trách nhiệm những cái cá nhân, kể cả các cái cá nhân hiện nay đang giữ các cái vị trí quan trọng, đó là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cựu Bí thư Thành ủy Hà Nội, là một cái tác nhân chính gây nên một cái vụ trốn thuế lớn nhất lịch sử Việt Nam, theo chân dung quyền lực. Tuy nhiên sau hội nghị ấy, mọi chuyện đã bị chìm xuồng. Phải đến hơn một năm sau, việc Siputra xin cấp sổ đỏ của hàng nghìn căn biệt thự tại khu đô thị Nam Thăng Long vì đất của Siputra thuê của nhà nước Việt Nam 50 năm lại bị cố tình áp thuế sai một cách nghiêm trọng. Việc này đã khiến cho liên ngành thành phố gồm Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường và Cục Thuế đã buộc phải sơi lại vụ án này và đi đến một cái quyết định cuối cùng, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sung thu 1.400 tỷ đồng tiền sử dụng đất đối với dự án Siputra, mà người ta cho biết chỉ riêng phần lãi suất của con số này trong 10 năm qua
đã khiến cho nhiều đại gia phải thèm thuồng. Một cái câu hỏi được đặt ra, theo trang Chân Dung Quyền Lực, nguyên nhân do đâu? Theo đó, nhằm giúp doanh nghiệp trốn thuế sắp áp dụng từ đầu năm 2005, ngày 14 tháng 12 năm 2004, ông Hoàng Văn Nghiên, lúc đó nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đã xách một vali 1 triệu Mỹ Kim đến nhà riêng của Bí thư Thành ủy Hà Nội để xin ý kiến về việc ưu tiên cho Sipucha nộp thuế theo mức đặc cách, và dĩ nhiên được Bí thư Thành ủy Hà Nội, lúc đó là ông Nguyễn Phú Trọng, bật đèn xanh đồng ý, và quyết định do ông Hoàng Văn Nghiên ban hành theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Phú Trọng đã khiến cho nhà nước thiệt hại trên 3.000 tỷ. Và người ta nói chưa rõ, ngoài cái cặp đô la 1 triệu mà ông Hoàng Văn Nghiên đưa cho Nguyễn Phú Trọng, thì ông Nghiên còn được ông Trọng chấp nhận hai biệt thự mà tập đoàn Sipucha biếu riêng cho mỗi lãnh đạo thành phố. Và đó là lý do tại sao sau thời điểm đó, người ta thấy ông Hoàng Văn Nghiên đã ngồi trên chiếc xe có giá trị 5 tỷ đồng vào cái thời điểm năm 2005. Đó là một cái điều có thể tương đương với 5-7.000 con trâu. Và khi sự việc mà Hoàng Văn Nghiên sở hữu một chiếc xe ô tô 5 tỷ đã bị dư luận lên án, buộc cho phòng bảo vệ nội bộ của Bộ Công an cũng như truyền thông trong nước phải thanh minh thanh nga, là chiếc xe 5 tỷ đó chỉ phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố Hà Nội. Theo Chân Dung Quyền Lực cho biết, phương pháp của Hoàng Văn Nghiên và Nguyễn Phú Trọng tính giúp Sipucha để đem lại những khoản siêu lợi nhuận cho nhà đầu tư Indonesia. Chưa hết, để dựng một cái bình phong che giấu tiêu cực, Sipucha đã biếu khổng hàng chục biệt thự cho các gia đình chính sách, đó là các ông Nguyễn Phú Trọng, Hoàng Văn Nghiên, sau này là Phạm Quang Nghị. Tất cả những chính khách đó nấp dưới nhiều tên tuổi khác nhau, nhằm quyết liệt chỉ đạo thanh tra chính phủ ém nhẹm những cái vụ khuất tất bất minh của ông Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Thành ủy Hà Nội. Và thưa quý vị, hiện nay Sipucha Hà Nội vẫn còn những cái khu vực ngổn ngang trong cái dự án xây dựng Sipucha Hà Nội Mò, bây giờ vẫn là một cái đống sắt phơi nắng phơi mưa. Mặc dù được Bí thư Thành ủy Hà Nội lúc đó Nguyễn Phú Trọng ưu ái, nhưng với cái kiểu kinh doanh chụp giật như hiện nay thì liên doanh bất động sản kinh doanh khu đô thị Sipucha được biết đang đứng trước bờ vực phá sản, bởi vì vẫn còn tồn dư hàng trăm hecta đất vàng không sử dụng cả chục năm. Thậm chí khu mua sắm shopping Sipucha Hà Nội Mall thì còn bỏ dở. Nó là những cái minh chứng cho thấy sự lãng phí tiêu cực khủng khiếp dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng là Bí thư Thành ủy Hà Nội. Thưa quý vị, người ta lưu ý là tại dự án khu đô thị mới Nam Thăng Long Sipucha, ông Nguyễn Văn Trì đang nắm trong tay rất nhiều những cái văn bản. Nghe đầu giữa ông Nguyễn Văn Trì và Nguyễn Phú Trọng trước đây đã có những cái thỏa thuận cam kết với nhau, ông Trì sẽ bỏ qua giữ kín chuyện này và đổi lại với điều kiện ông Nguyễn Phú Trọng tạo điều kiện cho con trai Nguyễn Văn Trì là Nguyễn Xuân Anh lọt vào Ban Chấp hành Trung ương giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Xong thưa quý vị, bỗng nhiên sau đại hội 12, chỉ sau hơn một năm, ông Nguyễn Phú Trọng đã thẳng tay đuổi cổ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có tên là Nguyễn Xuân Anh về vườn, bởi vì người ta nói ông Nguyễn Văn Trì có những cái rò rỉ tiết lộ cho phe của Nguyễn Tấn Dũng một số tài liệu, đó là khiến cho ông Nguyễn Phú Trọng nổi giận. Thưa quý vị, ngay sau khi Nguyễn Xuân Anh bị đuổi về vườn thì ngày 22 tháng 11 năm 2017, lập tức thanh tra chính phủ có người thông báo kết luận số 2923 thông báo thanh tra chính phủ đối với việc quản lý đầu tư xây dựng một số dự án phát triển nhà ở khu đô thị và quản lý quỹ sử dụng đất, quỹ nhà từ các cái dự án phát triển khu nhà ở khu đô thị của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2002-2014. Toàn văn bản thông báo kết luận của thanh tra chính phủ có nhắc đến trách nhiệm của ông Nguyễn Phú Trọng trong thời gian giữ chức Bí thư Thành ủy. Theo đó, ông Nguyễn Phú Trọng đã có những biểu hiện buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, tạo cho cấp dưới đã cấu kết và thông đồng giúp cho tập đoàn Sipucha trốn thuế sắp được áp dụng từ đầu năm 2005, mà áp dụng một cái biện pháp cưới trại cho Indonesia. Cụ thể là tập đoàn Sipucha
trả thuế trước ngày 15 tháng 12 năm 2014. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, quyết định của ông Hoàng Văn Nghiên liên quan tới Bí thư Thành ủy Hà Nội lúc đó là ông Nguyễn Phú Trọng đã giúp cho Sipucha đem lại những khoản siêu lợi nhuận cho nhà đầu tư. Để đổi lại, các nhà đầu tư đã có những khoản chi bồi dưỡng cho lãnh đạo thành phố. Thưa quý vị, kết luận gì mà đã bảo là chi bồi dưỡng? Mà triệu đô với hai căn biệt thự, mỗi căn khoảng triệu đô nữa. Bồi dưỡng của các quan chức Việt Nam tới 3 triệu đô la. Mà không nói là người ta tham nhũng, mà lại gọi là nhận tiền nước nôi. Thật là vô lý. Thưa quý vị, lập tức ông Nguyễn Phú Trọng đã nhanh tay hơn. Ngày 24 tháng 8 năm 2017, ông Nguyễn Phú Trọng trong cương vị Tổng Bí thư đã tới thăm chính thức Indonesia từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8. Nếu quý vị biết rằng Indonesia là một cái đất nước người ta chống communist cỡ nào, thì chả có lý do gì mà người ta tiếp đón một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm Indonesia. Mà người ta nói là đi thăm Indonesia, nhưng hoàn toàn đó là đến thăm để thẩm định cái thông tin của tập đoàn Sipucha Indonesia tại thủ đô Jakarta, đã xử lý hợp lý hóa mọi dấu vết liên quan tới vụ án này trước khi ông Nguyễn Phú Trọng ra tay xử Nguyễn Xuân Anh tại Hội nghị Trung ương 6 khóa 12. Đó, thưa quý vị, những ai tin ông Nguyễn Phú Trọng không tham nhũng hoàn toàn là các cái thông tin của nhà nước chúng tôi đang nêu với quý vị. Thậm chí người ta nói ngay sau khi đó ông Nguyễn Văn Chi đã nổi sùng rồi cho đàn em tập hợp lại những cái văn bản giấy trắng mực đen, các đoạn băng ghi âm hỏi cung thẩm tra đối với cái nhân vật liên quan đối với dự án Sipucha, và được biết chuyển cho Nguyễn Tấn Dũng quản lý. Và đó là lý do tại sao trước đó tại Hội nghị Trung ương 7 khóa 11 thì Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng đã xây dựng một cái chuyên án đặc biệt về cái dự án Sipucha của Nguyễn Phú Trọng để cứu nguy giải vây cho Nguyễn Tấn Dũng sau khi bị ông Nguyễn Phú Trọng quần thảo trong Hội nghị Trung ương 6 khóa 11. Đó là cái hội nghị mà ông Nguyễn Phú Trọng đã phải rút khăn mũ xoa để lau nước mắt, hẳn quý vị chưa quên. Thưa quý vị, lúc đó người ta nghĩ cái đòn của ông Bái lúc đó nếu mà bỏ ra thì lập tức Nguyễn Phú Trọng trong cương vị Tổng Bí thư sẽ bỏ mẹ. Nhưng Nguyễn Tấn Dũng dừng lại chưa làm. Và cái điều đó, thưa quý vị, phe Nguyễn Phú Trọng lập tức phản đòn và tố cáo việc cho thanh tra cái vụ án Sipucha của Indonesia. Đó là một cái đòn bẩn của Nguyễn Tấn Dũng chơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và người ta nói bà Dũng và đàn em đã sử dụng các cái nghiệp vụ công an để bôi nhọ ông Nguyễn Phú Trọng. Cụ thể là theo các tài liệu của phe Nguyễn Phú Trọng đưa ra, sau khi thành phố Đà Nẵng bị thanh tra Chính phủ kết luận làm thất thu về vấn đề quản lý đất đai, thì Hà Nội đang bị ông Nguyễn Tấn Dũng lôi ra đối mặt với cái án tương tự liên quan tới cái sự thất thoát 3.000 tỷ đồng. Theo các tài liệu của ông Nguyễn Phú Trọng cho biết, dự án Sipucha thực hiện dưới thời lãnh đạo của Bí thư Thành ủy Nguyễn Phú Trọng. Thực chất, nhà đầu tư vào dự án Sipucha vào những đầu năm 2000 đã được lãnh đạo Thành ủy ưu ái cho phép hưởng thụ để thu hút đầu tư mà thôi. Từ khu vực phần lớn là những cái bãi tha ma nghĩa địa, lãnh đạo Thành ủy đã sáng suốt giao cho tập đoàn Sipucha. Và có thể nói dự án Sipucha lúc đó là một niềm tự hào của người dân thủ đô trong việc phát triển đô thị của Hà Nội để tạo nên một thủ đô ngàn năm văn hiến. Nhưng khắp nơi nhà cửa, phố xá vẫn còn sập sệ, mà mỗi lần các du khách quốc tế đến thăm, họ khó có thể tìm ra dấu ấn của nền văn hiến trên phố phường thủ đô Việt Nam. Vậy mà tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng với một chiêu đài vi phạm quy định của chính phủ, Sipucha lại bị phe nhóm của Nguyễn Tấn Dũng tính sổ với cái giá đất phải nộp rất cao. Một cái điều đáng nói là lúc Bộ Chính trị đang họp để quyết định vận mệnh của đồng chí X trước cái Hội nghị Trung ương 6 khóa 11, thì báo VN của Economy là một tờ báo thân Nguyễn Tấn Dũng đã tung ra một cái bài viết với tiêu đề đề nghị thu thêm 1.400 tỷ đồng tiền sử dụng đất của Sipucha. Rồi sau đó có những nhà báo khác đã lên tiếng tố cáo chính thầy trò Nguyễn Văn Hưởng là chủ mưu trong vụ này. Rồi lập tức
Nguyễn Văn Hưởng cho đàn em viết hàng loạt các cái bài viết vu cáo cho Bí thư Thành ủy Hà Nội tham nhũng nghìn tỷ dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng là bí thư, thậm chí còn đòi lùi ra xét xử đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị Trung ương 7. Theo nhóm báo chí ủng hộ Nguyễn Phú Trọng cho rằng trước đó vào tháng 3 năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cái hội nghị toàn quốc về chống thất thu đã đưa trường hợp của Sipucha và đã suy cho Bộ Tài chính nêu đích danh đó là một cái vụ trốn thuế lớn nhất lịch sử Việt Nam. Theo đó rõ ràng đồng chí X và bộ máy phe nhóm của đồng chí X đang vận hành hết tốc lực để vạch lá tìm sâu trong việc áp dụng đưa ra các chính sách ưu đãi về đất đai với mục đích thu hút đầu tư để bôi đen đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người khởi xướng công cuộc chống tham nhũng chỉnh đốn đảng. Theo đó, một cái sự thật ở Việt Nam, chính từ chính sách sở hữu toàn dân khiến cho đất đai trở thành một cái thứ vô cùng nhạy cảm và các cái thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Và đó là lý do đồng chí đã tường kế tiệu kế nắm bắt được những sự bất mãn của dân chúng để kích động cái tâm lý đó, huy động lực lượng truyền thông của đảng để bôi nhọ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lực lượng ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng cho biết với những đòn bần thiểu của đồng chí được vạ thì má đã sừng, để rồi phe nhóm của Nguyễn Phú Trọng lại nghiễm nhiên thoát khỏi khi tội trạng tại hội nghị Trung ương 6 khóa 11 nhờ cái con bài tổ vụ án Sipucha. Và đó là một trong những lý do tại sao Nguyễn Tấn Dũng không quăng con bài tẩy này xuống mặt bàn, bởi vì Nguyễn Tấn Dũng muốn giữ cái con bài tổ này để chấn áp và đe dọa Nguyễn Phú Trọng trong một thời gian dài. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các cái chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.